Chào các bạn đã đến với bếp nhà cô Mỹ. Hôm nay cô Mỹ sẽ chia sẻ món sữa bắp kèm với lại chân châu dứa nha các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Để làm sữa bắp, chúng ta cần có 250g bắp Mỹ nha các bạn. Gọt sẵn ha. 300g nước, 500g sữa tươi, 200g kem sữa béo, 1 ít lá dứa và 120g đường cát. Tiên chúng ta nấu bắp với lại 300g nước nha các bạn. Nấu cho nó sôi. Nấu bắp với lại nước này sôi trong vòng khoảng 10 phút. Đậy nắp lại cho nó sôi. Bắp đã sôi 10 phút rồi nha các bạn. Cô tắt bếp nha, để cho nó nguội và xay nhuyễn nha. Sau khi bắp đã nguội rồi, cô cho vô máy sinh tố và xay nhuyễn. Xay xong cô lượt qua đây nha. Cho vô nồi và nấu chung với lại sữa và cả kem sữa béo. Đó là cho sữa béo nha các bạn. Nếu không có dùng sữa béo, mình có thể cho sữa tươi cũng được. Khỏi cho sữa béo, mà khi cho sữa béo thì cái sữa bắp sẽ béo nhiều hơn, nhiều dinh dưỡng hơn các bạn. Đấy đó, cho sữa tươi 500g, 500ml sữa tươi. Và lá dứa ha, cắt khúc bỏ vô nấu luôn nha các bạn, để nó tạo hương thơm. Rồi giờ bắt lên và nấu thôi. Trong quá trình nấu thì các bạn dùng muỗng hoặc là dùng cái giá múc canh nó đảo liên tục để cho cái sữa bắp này không có bị khét từ bên dưới nha các bạn. Và mình dùng cái nồi đá dày để tránh cái tình trạng là ở bên dưới nó bị cháy khét ha. Khi nấu sôi cái hỗn hợp này lên thì các bạn để cho nó sôi khoảng 3 cho đến 5 phút ha, cho cái bắp này nó chín hẳn nha. Cho sữa bắp này thật là chín hẳn thì mình để được rất là lâu các bạn. Thì sữa bắp này thường thường để được khoảng 5 ngày trong tủ lạnh. Sữa bắp đã sôi nha các bạn. Cô giảm bớt nhiệt độ lại ha, giảm bớt lại và để cho nó sôi khoảng 5 hoặc là 10 phút nha. Nếu mình làm số lượng nhiều thì mình phải để sôi khoảng 15 phút đó các bạn, cho sữa bắp này để được lâu nha. Giờ cô sẽ giảm nhiệt độ lại và để cho nó sôi khoảng 10 phút, 5 đến 10 phút. Và trong quá trình sôi này mình vẫn dùng muỗng đảo đều ha. Sau khi sữa bắp đã sôi 10 phút rồi, cô chuẩn bị tắt bếp. Và trước khi tắt bếp thì cô cho 120g đường nha các bạn. Vì sữa bắp này mình dùng với đá, nước đá và có thêm trân châu dứa, thành ra cô cho hơi ngọt chút. Tùy theo khẩu vị mà các bạn có thể giảm bớt lại. Nếu như mình làm sữa bắp không á thì cái lượng đường mình cho bớt lại nha các bạn, uống nó hơi ngọt nhẹ thôi. Còn cái này có nước đá, mình dùng kèm nước đá, thành ra cô cho ấy. Cô cho vô một ống vani nha các bạn, để cho cái sữa nó thơm
đậm đà hơn ha, một ống vani. Và sau đó mình đảo đều và đậy nắp lại ha, cho lá dứa nó ra thêm cái mùi thơm nữa, đến khi nguội bớt nóng rồi đó mình luộc lại và có thể cho vô chai gì mình cất trong tủ lạnh các bạn. Để làm trân châu lá dứa, chúng ta cần 150g nước cốt lá dứa xay dắt ha, dắt kỹ ha. Các bạn có thể hỗ trợ thêm vài giọt màu xanh lá vô nha các bạn. Mình cho cái nước lá dứa vô nồi mình nấu sôi. Ngoài ra ta còn cần thêm 150g bột năng nha các bạn. Và 150g bột năng cô cho vô trong cái thau để sẵn nha. Và khi nước lá dứa này sôi bùng lên thì mình sẽ đổ vô và trộn đều, quậy đều cho cái lượng nước lá dứa nóng nó sẽ làm chín một phần của bột năng nha các bạn. Trong quá trình mà mình nhồi cái hỗn hợp bột năng với lại nước lá dứa đó, nếu như nó nhão thì mình cho thêm một ít bột năng để tạo cái độ dẻo ráo. Và ngược lại nếu như nó khô quá thì mình sẽ cho thêm cái ít nước vô. Cho thêm ít nước vô ha các bạn, nước sắp sôi rồi ha. Khi nước sôi bùng vậy á, cô tắt bếp nha. Và chế vô từ 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 vậy. Nước cốt lá dứa mình lấy từ lá dứa tươi á, các bạn rửa sạch, cắt nhuyễn và cho khoảng 150g nước. Thì lá dứa mình cho chừng một nắm nhỏ thôi, tạo cái mùi thơm và cái màu xanh nó cũng đậm đậm á. Tuy nhiên á, để cho cái viên trân châu lá dứa này đẹp thì nên hỗ trợ thêm một ít màu thực phẩm màu xanh lá, một chừng khoảng 2 giọt à các bạn. Khi cô cho cái nước lá dứa sôi vô thì các bạn thấy nha, mình trộn đều và trộn về cho nó nguội bớt rồi mình sẽ nhồi. Trong quá trình nhồi nếu nó hơi nhão thì mình có thể thêm một ít bột năng nha các bạn. Khi hỗn hợp này nguội các bạn mình nhồi lại cho nó dẻo nha. Bạn có thể để ra bàn ha, mình nhồi cho cái hỗn hợp này nó dẻo. Các bạn sẽ nhồi cái khối bột này trở thành một khối dẻo nha. Và trong quá trình nhồi như thế này mình có thể cho thêm bột áo, bột năng á, bột năng khô á, để mình nhồi cho nó. Khi cục bột đã nhồi có cái độ dẻo như vậy nè các bạn ha, chúng ta dừng lại và bắt đầu mình xe thành từng viên nhỏ các bạn. Đây cô sẽ cắt ra từng phần nhỏ cho mình dễ xe ha. Cái dài cục bột thành những cái viên nhỏ này các bạn. Sau khi cắt nhỏ vậy rồi mình chỉ xe tròn thôi ha. Và những cái viên bột mà được xe tròn vậy mình sẽ bỏ vô trong cái thau hay cái dĩa gì đó có một ít bột năng ha, để cho những cái viên bột này nó sẽ khô và không dính lại với nhau. Chúng ta đã làm được một lượng trân châu lá dứa ha các bạn. Đây, cô cho vô dĩa ha. Và bây giờ cô sẽ chia sẻ ha, hướng dẫn các bạn cách luộc nha. Thì đây mình cho một ít nước vô trong nồi ha và nấu sôi. Thì hôm nay cô làm trân châu lá dứa rất là nhiều, nhưng để sử dụng thì cô dùng một ít thôi. Phần còn lại cô sẽ cho vô túi ni lông, hoặc là mình có thể cho vô một cái hộp đậy kín và bảo quản ở ngăn đông ha, tủ đông. Thì khi nào xài mình chỉ cần lấy ra và mình xài thôi nha các bạn. Các bạn thấy những cái hạt trân châu này được áo một cái lớp bột năng ở ngoài, và chính lớp bột năng này sẽ giúp cho những cái hạt trân châu không có dính lại với nhau. Các bạn lưu ý nha. Chính vì vậy mà khi mình luộc trân châu á, sau khi luộc mình phải trần qua nước lạnh để bỏ đi cái lớp bột năng mà nó bám bên ngoài ha, cho cái hạt trân châu nó không có bị lền, cái nước nó không có bị lền.
không có bị đặc. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu mà sử dụng những cái hạt trân châu này và chế biến thành một dạng sốt giống như hôm trước mà cô có chia sẻ trong cái bài bánh lăng bắp nước cốt dừa, thì các bạn thấy là cô nấu trân châu đen và cô trong thời gian ủ cô không cần phải trần qua nước lạnh nha, tức là không có rửa qua nước lạnh, bởi vì cô muốn cái hạt trân châu đen nó sẽ có cái độ sánh tự nhiên từ trong cái bột mà trân châu nó ra, thì nó sánh như một cái dạng sốt. Nước đã bắt đầu sôi rồi nha các bạn. Bây giờ cô cho trân châu vô từ từ và cô sử dụng một phần thôi. Mình cho vô từ từ ha, để nó không có dính lại với nhau. Rồi cô cho một ít ha, còn nhiêu cô để dành lại. Cũng giống như trân châu đen thôi, chúng ta luộc và cho nó những cái hạt trân châu này nó nổi lên ha, và sôi trong vòng khoảng 5 đến 15 phút nha các bạn. Trân châu của mình mới vừa làm thì nó thuộc cái dạng tươi á ha, thành ra nó mau chín hơn, thì thời gian mình nấu có thể nó hơi nhanh hơn chút xíu, là sôi chừng khoảng 10 phút mình có thể đem xuống và đậy nắp lại ủ cho nó mềm. Cô hạ nhiệt độ bớt xuống và đậy nó kín lại cho trân châu nó sôi và nó mau mềm bên trong đó các bạn. Khi trân châu đã sôi và trong ha các bạn, đã chín vậy rồi thì cô tắt bếp và em ủ ha. Ủ khoảng 30 phút cho nó mềm hẳn bên trong nha các bạn. Cô đã xả cái trân châu mà dứa ha, cho nó ráo rồi ha các bạn. Thì giờ cô dùng cái chén và cho khoảng 20g đường cát ha, đồng thời cho một ít nước nóng hay nước sôi. Và chúng ta quậy cho nó tan đường, sau đó mình cho trân châu vô ngâm để chi cho cái vị viên trân châu này nó có cái vị ngọt nhẹ nhẹ nha các bạn. Mình cho ngọt quá thì trân châu nó dễ bị cứng, nếu mà trong quá trình mình để nguội thì ra cái vị ngọt thật là nhẹ thôi, làm cho nó thấm nhẹ nhẹ vô trong cái viên trân châu. Vậy là mình đã làm xong trân châu dứa nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cho trân châu ở dưới đáy ly nha các bạn. Đấy, đến 300 nước đá, thấm lá dứa vô để con chế sữa bắp vô. Trên mặt ly chúng ta cho một ít trân châu nữa để tạo cái điểm nhấn. Sữa bắp trân châu dứa đã được làm xong, cô mời các bạn cùng thưởng thức nha. Để cập nhật được những video mới nhất, các bạn hãy đăng ký về kênh Bếp Nhà Cô Mỹ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào.